Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Và trên tay của Cáo bây giờ đang là hộp của chiếc LG X-Power, một thiết bị được hứa hẹn sẽ xóa tan nỗi lo về thời lượng sử dụng pin ít ỏi trên các dòng smartphone thời điểm hiện tại. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về thiết bị này trong video mở hộp ngay sau đây. Và đây là hộp của chiếc LG X-Power. Mình sẽ giới thiệu một chút về cái phần ngoại hình của nó. Chúng ta sẽ có dòng chữ X-Power và LG ngay phần mặt trước. Ở các cạnh thì chúng ta sẽ nhấn lại một chút về tên gọi sản phẩm. Bên cạnh bên phải thì chúng ta sẽ có những cái chú thích về những cái cấu hình của nó, điển hình như màn hình 5.3 inch, thời lượng pin, khả năng sạc nhanh cũng như là hỗ trợ OTG. Ở trên thì không có gì cả và ở dưới cũng vậy. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp xem bên trong như thế nào. Mình đã bóc siêu từ trước rồi, trên sẽ nó hơi nhăm nhở một xíu. Rồi, ngay khi mình mở hộp thì chúng ta sẽ thấy ngay cái con LG X-Power. Mình sẽ đặt nó qua một bên trước khi giới thiệu nó lại một lần nữa. Những phụ kiện đi kèm sẽ có những cái gì? Đây, ở đây thì mình sẽ thấy có một củ sạc fast charge của LG. Tiếp theo đó thì sẽ là một sợi micro USB và một tai nghe. Về phần sách hướng dẫn sử dụng thì chúng ta chỉ có hai tờ thôi. Một là bảo hành, rồi hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Cuối cùng thì sẽ là một cái khay sim. Và đây là tất cả những gì có trong hộp của chiếc LG X-Power. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta là chiếc LG X-Power và mình sẽ giới thiệu một chút về cái phần thiết kế của nó. Chúng ta sẽ có một thiết bị giá rẻ được làm bằng chất liệu nhựa và phần trên cũng như là dưới của máy thì sẽ là hai mảng nhựa đối xứng nhau. Ở trên đỉnh thì chúng ta sẽ có một loa thoại cũng như là camera trước, một cái cảm biến ngay bên cạnh và ngay cái vị trí bên tay trái ngoài cùng đây sẽ là vị trí đặt đèn LED thông báo. Một cái phần màn hình bên dưới thì sẽ là 5.3 inch. Cũng như là cái cạnh viền thì khá là dày, cũng dễ hiểu vì đây chỉ là một thiết bị giá rẻ mà thôi. Bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái mảng không đặt gì cả trừ một cái logo LG. Ba phím điều hướng thì lại được đặt vào bên trong phần màn hình. Theo mình thì khá là tiếc, nếu mà đem ra thì sẽ tốt hơn. Rồi, qua bên phần cạnh phải của máy thì chúng ta sẽ có duy nhất một phím nguồn ở đây thôi. Và phần cạnh trái thì sẽ là vị trí đặt phím tăng giảm âm lượng cũng như là khe lấy sim. Phần đỉnh máy thì chúng ta chỉ thấy duy nhất một cái vị trí đặt mic mà thôi. Phần đáy máy thì chúng ta sẽ có cổng sạc micro USB cũng như là mic đàm thoại, jack tai nghe 3.5mm. Và đây là phần mặt lưng của thiết bị thì nó làm bằng nhựa sần và cho cảm giác cầm nắm khá là tốt. Chúng ta sẽ có một cái logo LG ở đây cũng như là camera chính 13MP, đèn flash LED trợ sáng. Ở dưới thì in một vài thông số cũng như là bên cạnh của nó là loa ngoài. Có một điểm trên phần thiết kế mà làm mình khá là thích, đó chính là cái phần hai cạnh của máy, như các bạn cũng đã thấy nó sẽ được cong ngược qua hai bên và cong dần lên trên chứ không hoàn toàn thẳng. Cái cảm giác này thì nó tương tự như cái phần thiết kế trên chiếc LG V20 và cho cảm giác cầm nắm rất là tốt. Nói về cấu hình phần cứng thì chiếc LG X-Power sẽ sử dụng màn hình 5.3 inch với độ phân giải HD 720p, sử dụng chip xử lý MediaTek 6735 với 4 nhân đi cùng RAM 2GB, máy có bộ nhớ trong 16GB và hỗ trợ mở rộng qua thể nhớ thêm 256GB. Pin trên máy sẽ là 4100mAh, camera chính thì sẽ là 13MP và camera trước sẽ là 5MP. X-Power sẽ chạy trên nền hệ điều hành Android 6.0 với bộ giao diện do LG tùy biến. Và bây giờ thì mình sẽ nói về những điểm cộng trên cái thiết bị này mà mình cảm thấy ưng ý nhất. Đầu tiên thì đó là khả năng sạc nhanh trên nó. Dù chỉ là một thiết bị giá rẻ, tuy nhiên nó được trang bị WeChat 2.0 và cái thời lượng để sạc đầy cái thỏi pin 4100mAh từ 0 đến 100% thì trong khoảng 2,3 tiếng thôi, hơn 2 tiếng một xíu. Ưu điểm tiếp theo trên thiết bị này, ngoài cái dung lượng pin khủng lên đến 4100mAh thì nó là khả năng hỗ trợ sạc cho một thiết bị khác thông qua cổng OTG và mình sẽ demo cái tính năng này ngay sau đây. Đầu tiên thì chúng ta cần có một cái cổng OTG và các bạn có thể mua ở bên ngoài. Cái cổng OTG này không được tặng kèm chung với X-Power và đây là điểm trừ của nó. Mình sẽ ghim vô đây. Tiếp theo đó thì mình sẽ sạc cho một thiết bị khác thông qua một cái cổng micro USB như thông thường. Nên mình sẽ ghim nó vào đây. Rồi, như các bạn cũng đã thấy thì cái con sản phẩm của mình đã được sạc thông qua con X-Power thông qua cổng OTG. Rất tiện lợi và dễ dàng. Và đó là tất cả những nội dung trong video hôm nay. Hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Thế Giới Di Động để nhận thêm những video mới nhất từ tụi mình. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Mình là Cáo, xin chào và hẹn gặp lại.